ông nói chạy vậy rồi nhiều ông chạy du lịch nữa ra người ta vượt qua rồi này kia nọ nói chạy ẩu, có nhiều ông chạy du lịch cũng chạy y chang vậy, cái ta vượt qua cái này chụp hình đăng lên nói tao chạy ẩu. Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay mình làm một cái video mình gửi tới mấy anh, mấy chị, mấy bác tài lái xe du lịch đó. Chạy trên đường thì bây giờ á, nó mấy anh đi có tiền, mấy anh đi chơi thì mấy anh chạy xe làm sao cho người khác người ta còn tham gia giao thông, người ta chạy đường cho 50 thì các anh chạy này bèo lắm cũng chạy được 45, 42. Cái đường cho 50 mấy anh chạy 30, 32 cái số giờ, còn cái đường cho các anh chạy 80, các anh chạy 50 đó. Thì các anh đi chơi, còn chúng tôi đi làm thì các anh coi làm sao mà mình biết người biết ta, mình nhìn đường, nhìn mình chạy chứ mình nhìn mình làm việc chứ. Còn các anh chạy theo các anh rồi xin vượt thì các anh không cho vượt đó, vượt qua các anh kè theo rồi các anh chụp hình đăng lên nào nói là container chạy ẩu rồi lái xe container chạy hung thần xa lộ, hung thần đường phố. Các anh chạy ô tô các anh phải có ý thức một tí, anh chạy các anh phải biết nhìn trước nó sao, anh chạy đường ta cho chạy 4, 50, 5, 60 anh cho anh chạy 30 ở trong thị trấn, anh chạy 30, 32 các anh lết trong khi đường hai lên. Như chẳng hạn như sau đây một điển hình là đường hai lên là mà trong khi không có cho vượt trong thì các anh chạy chậm quá thì các anh ép vô sát bên phải cho xe người ta đi làm ăn người ta qua chứ các anh cứ chạy cản trước đầu xe sao ta chạy được. Rồi còn ngoài đường ở ngoài khu dân cư cho các anh chạy 80, các anh chạy 50 trong khi mà xe chúng tôi hàng nặng đi sau lưng các anh chạy, các anh cứ sàn trước đầu chạy qua xin qua các anh không cho qua, các anh xe nhẹ các anh nhắn ra các anh kè lên hỏi mấy anh coi gửi tất cả các anh chạy xe ô tô xe du lịch đó. Mấy anh đi chơi có tiền đi chơi thì cũng phải biết nhìn trước nhìn sau nha. Rồi, chứ đừng có làm cái kiểu đó. Bây giờ mạng xã hội người ta lên án các anh đầy hết rồi, anh chạy ra cản trở lưu thông ở ngoài đường mà các anh cứ không có coi mạng, các anh nghĩ các anh ôm được cái xe, các anh có tiền các anh mua cái xe rồi, các anh muốn chạy sao các anh chạy, các anh mà đóng thuế đường bộ rồi các anh chạy sao các anh chạy phải coi ngó lại người ta xe người ta nặng, người ta đi làm ăn, người ta đi kiếm tiền, còn các anh dư tiền rồi các anh đi chơi thì phải biết nhìn trước ngó sau các anh chạy chứ. Còn các anh cảm thấy các anh chạy chậm quá thì các anh làm ơn các anh né vô trong lề tí đi cho anh em người ta cho xe nặng người ta chạy qua. Rồi sau đây là một cái điển hình nho nhỏ, như sáng giờ đi trên tuyến Bảo Lộc đi cả chục cây số, 7, 8 cây số xin đường mà cứ trước 32 cây số giờ, 30, 32 cây số giờ chạy hoài trước không chịu ép vô đó. Các anh tôi gửi cho các anh xem để các anh xem lại cái tư cách của các anh chạy xe. Thở lội chạy xe thì ghét. Ôi, chạy đường tôi cho chạy 50, chạy 35, 32 cây số giờ để chặn đầu xe này. Chạy không được thì tao vô trong lời tao chạy với ai đâu mà hay chạy kiểu xe chạy kiểu gì kỳ. Chạy xe tao ghét thiệt. Tao chạy cản đường cái này, chạy mẹ ghét nhất cái thể loại này, lan sàn trước đầu xe người ta. Đường do chạy 50 bèo lắm, chạy được 40, chạy 30. Mẹ làm cái đường nhà nó làm như sao. Ủa mà chỉ biết mình không, đi bao nhiêu cây số mà đường vậy chạy cứ 30, 32 cây số giờ chạy ai chạy cho được. Nói ra thì mẹ tự ái, không nói
chạy vậy, rồi nhiều ông á chạy du lịch nữa, ra người ta vượt qua rồi này kia nọ, nói chạy ẩu. Có nhiều ông chạy du lịch cũng chạy y chang vậy, cái ta vượt qua cái này là chụp hình đăng lên nói tao chạy ẩu. Ôi chạy mẹ đường cho bao nhiêu thì chạy, mẹ cho 50 thì bèo lắm cũng phải chạy được 40, 42, 45, chạy 30 cây số giờ xin đường nãy giờ qua bao nhiêu cây số rồi không cho qua, đúng là dằn lẩu cá gì đâu. Dằn này mẹ đi lái xe đi làm ăn mà quên đem não theo sao, chạy mẹ có biết mình không, không biết ai hết, cái chạy vậy thôi chứ sao tao chạy được. Ai mà đi lái xe mà ra đường mà chạy cản trở lưu thông kiểu này không? Chạy mà chạy 30 cây số giờ mà cứ giữa đường vậy đi,